Mua Android TV Box, camera giám sát, màn hình gaming tốt nhất, bảo hành dài hạn nhất, đến ngay smartnew.vn. Rồi, hello, xin chào các bạn nhé. Thì trên tay mình là một cái tép sạc dự phòng, tép sạc đa năng này, UD18. Con này mình lấy ở trên Shopee với giá là 300.000 đồng. Ở đây là một cái tép sạc mình thấy cũng khá là đắt các bạn ạ. Nhưng được cái thì nó lại có nhiều tính năng. Thì mình cũng lấy một con về để hôm nào mình tép sạc dự phòng, cũng như là mấy cái nguồn sạc các kiểu ấy. Thì mình mua một cái này về. Có rất là nhiều bạn yêu cầu mình mua cái này về để test thử này. Tại vì cái tép sạc đợt trước của mình mua ấy thì nó chỉ có một cổng USB thôi. Còn con này thì nó rất là đa năng và có cổng USB tiếp C, nên là mình đặt con này về mình test thử. Hôm trước thì mình có cái con sạc UK ấy. Cái đốc sạc UK thì nó có cái cổng tiếp C thì mình không có cái để test thử các bạn ạ. Nên là mình lấy cái này về mình test thử. Ở đây thì mình đặt là một cái kiểm tra sạc này. Đó, một cái test sạc này. Và hai cái tải giả lập các bạn ạ. Rồi, ở đây mình có hai cái tải giả lập. Cái này hôm nào mình sẽ chế lại các bạn ạ. Rồi, ok, thì đây là cái test sạc nhá. Con này là USB 3.0 DC, có cái model là UD18. Cái này thì được đựng trong một cái vỏ hộp nhựa khá là chắc chắn các bạn ạ. Nói chung là cũng tương đối thôi. Cái test sạc này thì mình thấy mua cũng khá là đắt, 300.000 đồng. Đấy, thì mình làm nhiều video nên là mình mua cái này về các bạn ạ. Có nhiều cái còn đắt hơn cái này nữa. Rồi, thì đi kèm chỉ có như vậy thôi. Con này có cái màn hình hiển thị là TFT và có rất là nhiều cổng để hỗ trợ này. Đó, chân tròn này, USB-C này. Đây, USB-C bên này cho các bạn này. Đó, rất là nhiều chân luôn nhá. Để mình sẽ đếm xem có bao nhiêu chân nhá. 1 cổng USB này, 2 này, 3 này, 4 này. À, mình sẽ đếm từ đây chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cổng luôn các bạn ạ. Thì ở trên 8 cái chân đấy thì sẽ có 1 cổng này, 2 cổng, 3 cổng, 4 cổng input là 4 cổng vào ấy. Và 1 cổng, 2 cổng, 3 cổng ra nhé. Sẽ có cổng ra là tiếp C này. Và tiếp theo là cổng DC 5.5. Cái này thì cắm vào những cái như kiểu Android TV Box ấy. Và một cái số thiết bị khác sử dụng cái chân này. Và cổng bên này là cổng USB bình thường. Đó, chỗ này thì các bạn có thể cấp nguồn điện từ 4V đến 30V này. Rồi, thì bây giờ mình xem thử cái này nhé. Tí nữa mình sẽ test thử các bạn xem cái này. Về cái USB để sạc này thì nó tối đa lực 2A. Là cái USB tải trở chứ, tải giả lập. Mình lấy hai cái về để hôm nào mình chế nó lên khoảng tầm 3 hoặc là 4A để mình test thử những cái sạc dự phòng đó. Đó, thì mỗi con trở này thì nó sẽ đảm nhiệm là 1A. Lúc nào các bạn muốn test 2A thì các bạn bật lên hết này. Còn mà test 1A thì các bạn chỉ tắt một cái và bật một cái thôi. Đấy, hôm nào mình sẽ câu thêm một con nữa, mình tháo hai cái con này ra. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cái này nhé, cái test sạc này. Cái này thì mình cũng chưa rõ qua nè, mình thì mình cũng chưa sử dụng bao giờ cả. Bây giờ mình sẽ cắm thử vào xem thế nào. Rồi, thì ở đây mình có một cái bóc sạc dự phòng của bên Oki luôn. Và một cái đốc sạc của bên Oki. Mà hôm trước mình không có cái cổng USB-C này, mình test thử các bạn này. Đó là cái cổng này này. Đó, thì bây giờ mình sẽ test thử nhé. Trước tiên mình sẽ test thử cái cổng USB-C này cái đó. Con này thì có kết nối Bluetooth và điện thoại luôn. Để mình tải phần mềm về rồi mình kết nối thử xem thế nào nhé. Ok, thì mình đã tải được phần mềm rồi các bạn ạ. Đây là cái phần mềm mà EATest nhé, có tên là EATest. Đó, chỗ này là tiếng Trung này, và tiếng Anh thì mình chọn tiếng Anh nhé, nó chỉ có 2 tiếng vậy thôi. Bây giờ mình sẽ cắm vào mình test thử. Đầu tiên mình sẽ cắm thử cái cổng USB-C này nhé, của cái con sạc Oki này. Đó, mình sẽ cấp nguồn nhé. Rồi, thì để test cái cổng USB-C này thì các bạn phải cắm cái cổng tải nhé. Chính là cái dây này. Mình cắm trực tiếp vào điện thoại của mình luôn nhá. Đấy, thì nó đang hiển là sạc nhanh này. Và bây giờ là nó cũng đang báo luôn các bạn ạ. Ồ, sạc nhanh sao này 5V là 1.5A nhỉ? À, 1.1A nhỉ? Cái sạc Oki này thì mới đầu mình cắm vào ấy thì nó sẽ báo là sạc nhanh này. Đó, 9.2V, 1.1A. Trên điện thoại của mình thì nó vẫn báo là sạc nhanh nhá. Để mình đấy, thì một tí thì nó lại chuyển sang 5V các bạn ạ, nó lại không sạc nhanh. Đây, mình sẽ test thử cái sạc dự phòng nhá, cho nó tiện hơn. Rồi, mình sẽ test thử với sạc dự phòng này. Cũng là cái sạc Oki luôn.
Đó, 9V 1,3A này. Trên này nó hiển thị rất là nhiều thông số quan ạ. Chỗ này là cái này chắc là do cái điện thoại của mình quan ạ. Đây 5V này, 1,1A, 6W. Ở chỗ này thì rất là nhiều thông số luôn, mình cũng chưa rõ cái này quan ạ. Rất là nhiều thông số luôn nhé. Để mình xem thử với cái phần mềm này thế nào. Cái phần mềm đấy mình không kết nối được Bluetooth các bạn ạ. Không hiểu sao là máy mình không kết nối được với cái cục này. Đấy thì mình cho bạn xem qua về cái thông số trên này hiển thị nhé. Ở đây đang sạc nhanh là 9V này, 0,6A. Có chỗ mở trừ và OK này. Ấn nút OK thì nó sẽ đổi ngược màn hình lại. Đó. Quan quay ngược lại. Đấy. Bây giờ đang sạc 9V là 0,8A rồi. Hồi nãy thì nó lên gần 1A. Mình cho nó đổi ngược lại nhé, cho dễ nhìn. Ở chỗ chữ M này là model để chuyển đổi ấy. Bên này nó có sai số luôn các bạn ạ, tần 5 số luôn. 9,09 này, chỗ này là 0,87A. Dưới này là watt. Còn bên dưới này là ohm à, 10 ohm. Ấn tiếp xem thế nào nào. Có hai cái đấy thôi các bạn ạ. Một cái thì mình thấy màn hình nó đen. Còn trên này thì rất là nhiều thông số luôn. Ở cái cổng thường, USB thường này, USB A thì nó cắm vào là nó thử hiển thị luôn. Còn USB C thì các bạn phải bắt buộc phải cắm cái đầu này thì nó mới hiển thị này. Đây là toàn bộ thông số nhé. Mình sẽ test thử với con tải trở này. Ở đây thì đang là 1A này. Mình để chế độ là 1A. Mình sẽ gạt xuống xem thế nào nhé. Wow, gạt xuống nó lên tầng 3A các bạn ạ. Cái này là chắc là mình nhầm rồi. Cái trở này thì có thể test được từ 1A đến 3A các bạn ạ. Nếu mà các bạn muốn test 1A ấy, thì gạt cái trên cùng này này. Đó, thì là 5V 1A này. Muốn test 2A thì các bạn gạt cái dưới này này. Đó, 2A này. 5V 2A. Ấn màn hình xíu cho nó sáng. Muốn test 3A thì gạt trên này. 5V 3,2A. Quan sạc từ phòng này chứng tỏ rất ngon các bạn ạ. Nó vẫn duy trì được 5V này, 5,1V và dòng của nó vẫn là ra 3A. Công suất tối đa là 16W này. Cái trở này mình thấy khá là nóng quá ạ. Hai con trở này mình chế được cái gì đấy. Wow, rất là nóng quá ạ. Hai cái trở này mà chế cái đế giữ nhiệt cho trà này cũng ok đấy. Để mình chuyển xem model nào. 5,16V, dòng của nó đang bây giờ là ăn là 3,26A, số watt của nó là 16,88 này. Dưới này là 1.58 ohm. Cái màn này khoảng tầm 15 giây là nó tự động nhỏ nhỏ lại các bạn ạ. Và nó sáng yếu lại ấy. Rồi thì mình test thử sơ qua về cái test sạc này thôi các bạn ạ. Ở đây thì mình thấy cái trở này khá là nóng này. Hai con trở này mà chế cái gì cũng khá là hay đấy. Chế cái đế giữ nhiệt cho trà chẳng hạn. Ở đây thì cái test này thì mình thấy rất là nhiều cổng luôn. Mình chỉ test thử hai cổng quan trọng là cổng USB-A và cái cổng USB-C này thôi. Còn ở cái cổng USB-C này mình test không hiểu sao mà nó cứ nhảy về 5V chứ nó không nhảy lên được sạc nhanh. Không biết là do điện thoại của mình hay là do thiết bị cái test sạc này nữa. Đây mình cắm vào này. Đó, mới đầu thì nó sẽ nhảy lên là sạc nhanh nhé. 9V 1,5A này. Cứ để một xíu là nó sẽ nhảy sang 5V. Và thứ hai nữa là mình không kết nối được điện thoại với cái Bluetooth này. Không biết là do điện thoại của mình hay không. Thì các bạn đã sử dụng những cái này mà tải cái phần mềm về có thể kết nối được chưa? Mình thì vẫn tải được về đấy nhưng mà không kết nối được Bluetooth thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử bung ra mình xem nhé. Xem bên trong này nó có những gì. Chỗ mình hôm nay trời mưa nên ếch nhái kêu khá là nhiều các bạn ạ. Không biết là các bạn có nghe rõ trong video. Đấy, mình sẽ cầy ra mình xem thử thế nào. Nói chung là cái sạc này hôm nay mình mới về. Nên là mình làm một cái video mình review bạn xem thôi. Như cái này thì nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Đó. Đây là toàn bộ bên trong các bạn. Mình sẽ lấy hẳn ra luôn nhá. Ở chỗ này là mặt trước này. Mình sẽ lật mặt sau các bạn xem nhá. Mặt sau thì nó không có gì đâu các bạn ạ. Chủ yếu là cái mặt trước này thôi. Ở đây sẽ có một cái màn hình là TFT. Và bên sau cái màn hình này. Để mình thử lấy ra nhá. Đấy, bên sau màn hình này thì nó có một con để kết nối Bluetooth này. Dưới này thì nó chỉ có mấy con IC thôi các bạn ạ.
cũng không có gì đặc biệt cả. Thì nói chung là đây là cái thiết bị để đo lường nên là nó không có gì phức tạp đâu, cũng như là cái mạch của nó cũng đơn giản thôi, không phải là phức tạp như những cái mạch điện tử khác. Thì toàn bộ cái mạch của nó thì nó chỉ có như vậy thôi nhé. Ok, thì tiện thể cái video này mình có cái test sạc rồi là mình làm một cái video review cũng như là bung ra bạn xem thôi, chứ còn là mình cũng chưa biết nhiều về cái này các bạn ạ. Và mình cũng đã test thử qua cho bạn xem về cái sạc này rồi. Thì đây mình thấy cái test sạc này cũng khá là đắt các bạn ạ, khoảng tầm 300.000 đồng, cũng khá là đắt đấy. Một số test sạc khác khoảng tầm 500-600.000 đồng, còn đắt hơn cái này nữa các bạn ạ. Về cái test sạc này khoảng tầm giá 300.000 đồng. Thì ở đây mình chọn cái số là rẻ nhất rồi đấy nhé các bạn, 300.000 đồng là cái số rẻ nhất rồi đấy, còn một số số còn đắt hơn nữa. Thì mình thấy cái ở cái sản phẩm này cũng tương đối là đắt. Nói chung là bạn nào quan tâm về sạc này hoặc là quan tâm về những cái thiết bị sạc trong gia đình thì các bạn có thể mua cái test sạc này, hoặc là mình chuyên làm video nên là mình sẽ cần một cái test sạc thế này, một cái test sạc đa năng để mình test thử những cái thiết bị khác thì mình sẽ mua cái này. Tại vì là đa số bây giờ những cái thiết bị ở trên thị trường ấy, những cái hàng chính hãng như OK các kiểu này này thì người ta đã đo lường thông số chính xác rồi, người ta mới công bố chứ còn không ghi lởm lởm đâu. Rồi thì video này mình chỉ review như vậy thôi nhé. Thì các bạn muốn mình review những sản phẩm nào, các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé. Và đừng quên là đăng ký kênh GVTV cũng như là kênh chế đồng hồ mình nha. Chào các bạn.